tôi vang tiếng chuông, chiều buông theo khói sương, trầm hương nương gió đưa hương thơm tỏa ngát. Chùa tôi trong nắng mai màu lam bay thướt tha, gặp nhau chắp tay phản chiếu lung linh ngàn đài sen tỏa sáng dưới bóng từ bi. Lời kinh thiết tha nguyện cầu hòa chung tiếng mõ ngân vang bên mê, bờ giác khởi trăng sao tỏa thiên môn miệt bàn. Chùa tôi dưới bóng trăng đàn em vui mua ca, hồn nhiên tươi thắm như nụ hoa hồng nhu. Dạ A Di Đà Phật, giờ đây xin toàn thể quý vị chúng ta chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Ma 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 chuyên tu. Hôm nay nhân nhà được đầy đủ nhân viên
được đứng ở tại nơi ngôi chánh điện của chùa Hưng Thiền, và rất là lâu rất lâu được nghe đến ngôi chùa Hưng Thiền này, hôm nay mới đến đây diễn kiến là chư ni ở đây chuyên tu về pháp môn Tịnh Độ và cầu một đời vãng sanh bên phương Cực Lạc. Đây là cái nhân duyên liên hữu mà chúng ta đã có mặt, mà chúng ta xuống phóng sanh và gặp được cái đạo tràng Hưng Thiền chuyên tu về Tịnh Độ, và chúng ta thấy cơ sở vật chất còn thấp kém và hạ tầng cơ sở chưa được thiết bị đầy đủ. Chúng ta mong rằng những người phát Bồ Đề Tâm phóng sanh hôm nay cũng như tất cả mọi người xem qua được băng đĩa này nên nghĩ đến chùa Hưng Thiền, bởi vì đây là một ngôi chùa mà hòa thượng chuyên cho các chư ni niệm Phật cầu vãng sanh. Pháp môn Tịnh Độ đã được phổ biến ở miền Tây, và đặc biệt hơn là tại ngôi chùa Hưng Thiền này đã tổ chức cho các vị tu sĩ, nhất là chư ni hơn 100 vị chuyên tu Tịnh Độ. Và coi như nước Việt Nam mình nói về chư ni mà chuyên tu Tịnh Độ, coi như ở nơi này là độc nhất và có những cái thành tựu kết quả rất là mỹ mãn. Sáng hôm nay quý vị có mặt tại chùa Hưng Thiền, đây là một cái phước báu nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp của quý vị đã gieo trồng, được đại đức Trường Tăng tiếp đón rất là hoan hỷ và hướng dẫn chúng ta ra làm cái đại lễ phóng sanh. Đây là một cái điều mà để cầu nguyện cho quốc thế dân an, thế giới hòa bình và chúng sinh an lạc. Thưa quý vị, một điều kỳ diệu, chúng tôi sau khi lễ Vu Lan xong tưởng chừng là không thể nào xuống đây để phóng sanh được, là cảm rất là nặng và bệnh rất là nặng. Tuy nhiên sáng hôm nay chúng tôi xuống đây sẽ thấy thiệt là khỏe, bớt ho. Đây cũng là cái công đức phóng sanh không có gì ha. Thì thưa quý vị, giờ đây để cho cái vấn đề phóng sanh mình được viên mãn và thành tựu thì sẽ có một cái sự hướng dẫn của đại đức trụ trì chuyên hướng dẫn rồi đi phóng sanh. Quý vị phải chấp hành đúng theo cái nguyên tắc mà thầy sẽ đưa quý vị ra ngoài sông cái và đưa lên cái chương trình để chúng ta làm cái đại lời phóng sanh, bởi vì chúng tôi chuẩn bị cái lời phóng sanh này tương đối là hoành tráng và điều kiện vật chất nó cũng tương đối khá nhiều. Vì vậy cho nên nếu mà mình chỉ làm đơn sơ và không có những cái chương trình quay phim thì người ta xem qua chỉ có bao nhiêu người này xem thôi. Còn nếu mà mình có thể quay những cái cuốn phim này, những anh quay phim này mà rất là chu đáo, và chúng ta có thể làm cái đại lễ này có 50.000 người người ta xem để người ta tùy hỷ công đức. Và chương trình trưa hôm nay chúng ta sẽ có chương trình trưa hôm nay chúng ta sẽ giảng tại nơi cái chùa Phước Hội này để nói về cái sự lý viên dung của vấn đề phóng sanh. Giờ đây chương trình kế tiếp sẽ nhờ cung thỉnh chư công đức tăng ở đây thường xuyên tổ chức phóng sanh để hướng dẫn quý vị. Quý vị phải chấp hành đúng theo cái nguyên tắc mà đã đề ra để chúng ta đi cho nó bài bản và lớp lan thứ tự, để chúng tôi làm thành cái cuộc phim này. Coi như từ nhỏ đến giờ chúng tôi phóng sanh tính ra từ Tết đến giờ là khoảng 500 triệu ở tại Pháp Hội, nhưng mà cái số lượng cá mua cho nó không được nhiều. Thứ nhất, thứ hai nữa là chưa có một cuốn phim nào bài bản mà đầy đủ ý nghĩa xử lý viên dung. Giờ đây cũng thỉnh chư tôn để mà hướng dẫn cái chương trình phóng sanh để quý vị nắm rõ. Cao Mâu Ni Phật, cung kính bái bạch trên chư tôn Đức Tăng, kính bạch đại đức, kính bạch đại đức Thích Giác Nhàn và công thưa toàn thể các Phật tử. Thầy của chúng con bận chuyện với bác con trai chùa Linh Sơn, cho nên hôm nay đây là chùa của chư ni, tức là huynh đệ của tụi con, thì tụi con về đây để phong thầy dự lễ Vu Lan cũng như một tuần nữa ở nơi bổn tự có tổ chức lễ thắp tế cho thầy, cho nên con được mạn phép ra đây trước là kính vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng, cũng như lần đầu tiên con được dự kiến đại đức Thích Giác Nhàn, bởi vì nghe băng đĩa cũng như nghe những Phật tử mà chuyên tu Tịnh Độ đã từng tán thán cái công đức của thầy đã vì một đời hướng dẫn cho Phật tử chuyên tâm niệm Phật. Và đó cũng là cái tâm nguyện của thầy chúng con ở đây từ khi về chùa Hương Thiền đến bây giờ, một lòng nhất tâm niệm Phật.
và đi khắp nơi, không phải chỉ ở Việt Nam, mà ngay khi con đến San Jose thì tất cả Phật tử đều hỏi thầy có biết thầy Giác Nhàn ở Lâm Đồng hay không. Thật sự ra con chưa bao giờ được gặp thầy, nhưng mà khi nghe Phật tử tán thán cái công đức của thầy nhiều quá, cho nên cuối cùng phải lên internet để mà tìm ra thầy Giác Nhàn thế nào. Ngày hôm nay thì con rất là hạnh phúc khi được diễn kiến thầy ở đây. Con xin thay mặt cho toàn thể ni chúng của chùa Hương Thiền kính gửi lời báo ngay sức khỏe cho Tôn Đức Tăng cũng như thầy Giác Nhàn. Kính chúc quý thầy luôn được sức khỏe để dìu dắt hướng dẫn cho quý Phật tử tu tập trong cái thời mạt pháp, và chỉ có pháp môn tịnh độ là cái phương pháp phù thân mà có thể giúp chúng ta một đời này quyết chí cầu vãng sanh theo phương cực lạc. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, được biết hôm nay quý vị về đây là với cái tâm nguyện lớn nhất, đó là quý vị được làm lễ phóng sanh. Thì kính thưa quý vị, trong các pháp môn tu tập ngoài cái việc niệm Phật, cái pháp môn phóng sanh và việc làm phóng sanh là một trong những cái công đức mà phù thắng, mà không chỉ riêng tất cả quý Phật tử mà những người mới phát tâm vào chùa họ cũng rất là thích. Bởi vì con nhớ lại trong kinh có kể lại câu chuyện của Ngài Bạc Câu La, tức là đệ tử của Đức Phật, là người gọi là trường thọ đệ nhất. Thì ông ta sống tới 180 tuổi. Khi ông Bạc Câu La sanh ra đời, ông ta có năm cái công đức bất tử. Là khi ông ta vừa sanh ra đời, thay vì giống như tất cả những người khác, thì khi mà vừa lọt lòng thì cất lên cái tiếng khóc. Nhưng mà riêng ông Bạc Câu La thì khi vừa lọt lòng thì ông ta cười, mà suốt cả cuộc đời ông ta chỉ cười thôi. Thì cha mẹ sanh ra mà thấy đứa con nó không khóc như bao đứa trẻ khác mà chỉ cười không, cho nên mới nghĩ rằng là chắc là ma quỷ nó đầu thai vào. Cho nên hai vợ chồng mới tìm cách để mà giết cái đứa con của mình, tại vì nghĩ rằng đây là ma quỷ nó đầu thai chứ không phải là người bình thường. Cho nên những đứa trẻ sanh ra đều khóc, mà tại sao con mình sanh ra nó cứ cười không? Thì hai vợ chồng mới tìm cách để mà giết đứa con của mình và bỏ vào trong trong nước nóng, quý vị. Nhưng mà khi bỏ vào trong nước nóng như vậy thì ông ta cũng nổi lên, ông ta cười, cũng mở miệng cười. Mà càng cười chừng nào thì hai vợ chồng lại càng sợ chừng nấy. Rồi cuối cùng ông ta dìm vào trong nước lặng cũng không chết. Mà rồi bỏ vào trong rừng cũng không chết. Rồi cuối cùng hết rồi bây giờ chỉ có quăng xuống dưới sông. Thì quăng xuống dưới sông thì bị cá nó nuốt vào trong bụng. Nhưng mà nuốt vào trong bụng rồi nhưng mà ông ta cũng không chết. Thì khi cái người mà đánh cá là phải vớt ông ta lên và vớt con cá, bắt được cái con cá và mổ bụng con cá ra, thì thấy cái Ngài Bạc Câu La ở trong đó. Có nghĩa là cái dao mổ Ngài cũng không chết. Cho nên mới lấy làm lạ. Thì sau khi ông ta lớn lên thì ông ta xuất gia với Đức Phật, thì gia đình mới đem cái câu chuyện đó kể cho Đức Thế Tôn nghe. Thì sở dĩ mà ông ta có được những cái pháp bất tử, có nghĩa là nước sôi cũng chìm cũng không chết, rồi chìm xuống nước cũng không chết, rồi bỏ vào trong rừng thú nó cũng không dám ăn, rồi thả xuống nước mà bị cá nuốt cũng không chết, rồi cái người đánh cá người ta mổ bụng ra thì cũng không chết. Thì Đức Phật dạy rằng là tại vì nhiều đời nhiều kiếp Ngài Bạc Câu La đã từng phát tâm phóng sanh, và suốt trong những cái kiếp mà trải qua của ông ta chưa bao giờ sát sanh. Cho nên chính vì vậy mà ông ta sống đến 180 tuổi, và Ngài Bạc Câu La có cái danh hiệu gọi là trường thọ đệ nhất trong hàng đệ tử của Đức Phật, có nghĩa là ông ta sống lâu nhất. Và thưa quý vị, là trong suốt 180 năm đó chưa bao giờ ông uống một viên thuốc nào hết, có nghĩa là từ khi sanh ra đến khi mất đi không có bệnh hoạn gì hết. Là tại vì nhiều đời nhiều kiếp ông ta đã gieo cái nhân gọi là phóng sanh, rồi ông ta không có sát sanh hại vật, cho nên sanh ra trong cuộc đời ông ta có một cái thân thể khỏe mạnh và sống đến khi mất mà chưa bao giờ trải qua một cơn bệnh nào hết. Cho nên con muốn kể cái câu chuyện đó để cho quý Phật tử chúng ta có một cái khái niệm rằng mình làm cái gì nó cũng có cái công đức và có cái sự lợi lạc. Cũng có nhiều số quý vị phát tâm phóng sanh nhưng mà cái lòng chưa gọi là rốt ráo, cho nên nhiều khi quý vị cứ nghĩ rằng là không biết mình làm có cái phước báo gì. Cho nên qua cái câu chuyện đó để quý Phật tử chúng ta có cái khái niệm rằng mình làm, mình niệm Phật để làm cái gì và phóng sanh để làm cái gì. Khi mình hiểu được cái việc làm của mình rồi thì cái việc làm nó có ý nghĩa.
Sở dĩ chúng ta đời này cứ bệnh hoạn đau yếu hoài là tại vì cái nghiệp sát của mình nhiều quá. Cho nên hôm nay quý vị có cơ duyên được sự hướng dẫn của thầy Giác Vàng ở đây, đó là một cái cơ duyên rất là lớn. Mong rằng chúng ta vừa niệm Phật để cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, mà chúng ta phải bên cạnh đó chúng ta phải biết phóng sanh, bố thí, cúng dường. Đó là những cái nhân duyên mà phù thành tất cả hàng con Phật chúng ta cần phải làm để mình vun trồng cái công đức đó, thì mới mong cầu vãng sanh Tây Phương một cách rốt ráo. Thì hôm nay con rất là tri ân thầy đã hướng dẫn với Phật tử về đây, và cũng đã có vài lời khuyến tấn quý vị. Không biết nói gì hơn, con chỉ cầu mong cho thầy cũng như chư tôn đức đi trong đoàn luôn luôn có nhiều cái sức khỏe để thầy dìu dắt cho hàng Phật tử tu tập càng ngày càng tinh tấn nhiều hơn nữa. Và nhân nơi đây cũng đại diện cho thiếu niên Lê Bổn Tự chào đón quý Phật tử trở về chùa Thượng Thiên, và cầu chúc cho quý vị cũng như thân bằng quyến thuộc quý vị luôn tinh tấn tu tập và có một cái đời sống an lạc và có một cái quả thực lạc ngay trong gia đình của chính mình. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, còn toàn thể Phật tử hôm nay vì tham dự pháp hội đi phóng sanh. Nhưng mà trong toàn thể Phật tử chúng ta theo như chương trình được thông qua thì khoảng 300 Phật tử để chúng ta về đây để đi phóng sanh. Nhưng mà hiện tại chúng ta chỉ có 3 chiếc ghe mà thôi. 3 chiếc ghe này cũng khoảng có thể chở được 200 vị Phật tử. Thì trong 3 chiếc ghe này chỉ có một chiếc ghe có mui. Ghe có mui này theo như chúng ta có nhường những cụ già lớn tuổi thì ghe có mui này sẽ mát. Quý cụ già lớn tuổi, chúng ta sẽ chở về những chiếc ghe có mui để chúng ta ngồi nơi vào những cái băng ghế, rồi chúng ta có thể tham dự pháp hội. Khi về chúng ta vẫn có sức khỏe đầy đủ để chúng ta còn đi nhiều chùa nữa. Nếu giờ quý cụ già mà đưa qua những chiếc ghe mà không có mui hay nắng á, thì sau này về quý vị sẽ cảm chúng ta không có sức khỏe để tham dự những pháp hội những ngôi chùa khác nữa. Nên tất cả những quý cô quý chú còn trẻ còn có sức khỏe đầy đủ thì quý vị qua chiếc ghe không có mui, quý vị đồng ý không? Vì thật sự chúng ta chịu sự nắng trái mưa trang từ ngày xưa đến giờ, nắng ở thế gian không nhầm gì. Nhưng mà do vô minh và phiền não từ đó mà sanh ra, đời đời kiếp kiếp ta bị luân hồi sanh tử, đó mới là khổ đau. Nắng một chút xíu không sao, quý vị lỡ có bị nắng đen một chút xíu khi về trong 2-3 ngày sẽ hết đen, trắng là bình thường như cũ ha. Chúng ta không có sợ nắng đen phải không quý cô? Nên tất cả quý vị quan hệ qua tội tình lạc đều
ngày nay đang lúc này hồi hướng cho toàn thể đệ tử chúng con nguyện nguyện kinh tâm bằng quyến thuộc và tất cả chúng sanh thân tâm mang lạc Phật bình tiêu trừ tăng lành tăng trưởng sức khỏe trang nghiêm xuân đa các thánh hạ bảo bình an đưa tấm tam tai đông minh đất quốc nhất tâm niệm Phật một hầu vãng sanh tây phương cực lạc quốc nguyện Đức Tọa Ra Di Đà phóng ánh ngọc hào quang chứng minh công đức phóng sanh kỳ sự dương linh vong linh âm binh cô hồn chiến sĩ động vong đồng bào tử nạn nhập dự lội cô hồn hạ tử hà sa hữu tử vô danh hữu danh vô vị nha đẳng đẳng tư vị hương linh thai nhi kinh cũng như thượng trong nước cũng như ngoài nước hôm nay văn tập tại chùa Hưng Thiền cùng nhau hành lễ phóng sanh hồi hướng cho chư vị tất xả mô đồ sử sanh tịnh độ nhất thành thượng đạt vạn tội văn đưa nguyện tương linh văn linh âm binh cô hồn về đây dự lễ phóng sanh được đắc độ bao xưa kỳ nga bước hàm kim lợi lạc có nguyện nga ân sư hướng dực từ mẫu sanh thành đà ma tính thế tăng đất quyết điều ngậm sư vương thế tác giới chúng sanh tịch dự vô tình đồng sanh cực lạc đồng tiếng vui đà đồng ngộ vô sanh đồng đồng phật đạo nam mô chứng minh sư đồ tát nam mô chứng minh sư đồ tát nam mô chứng minh sư đồ tát ma Phật thân thánh tình tờ lưu ly Phật diện gió như mang nguyệt huy Phật tại thế gian thường cứu cổ Phật tâm vô sư bất từ bi đương lai hà sanh nhi làm tôn Phật đại trí văn tổ sư lời bồ tát đại hạnh bồ hiền bồ tát hộ pháp chư tôn bồ tát linh sơn hội tượng phật bồ tát chi long đầm lệ
biết ân Phật pháp độ sanh, đáp ơn sâu đền nghĩa sinh thành. Hương trầm bay, hương trầm bay tỏa ngát hương trầm, ngát trời hương đạo, hương trầm bay tỏa ngát hương bay, niềm an vui, vui biết bao vui hạnh tâm hướng về, nghiêng mình đánh lễ tam bảo. Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 7 năm Canh Dần, là mùa Vu Lan báo hiếu. Chư thượng tọa đại đức tăng ni cùng tất cả Phật tử ở Sài Gòn, Vũng Tàu, vân vân ở các nơi tập trung về tại chùa Hưng Thiền, Đồng Tháp. Giờ đây tất cả chư tăng ni Phật tử có mặt tại nơi sông Cái phát bồ đề tâm phóng sanh, hôm nay đầy đủ nhân duyên lành. Chư thượng tọa đại đức tăng ni cùng Phật tử hơn 300 vị, cùng chư tôn đức tăng ni phát bồ đề tâm hơn 100 triệu để phóng sanh. Trong kinh Phật dạy 10 công đức phóng sanh, nhất là công đức vô ý thí. Này tất cả các loài chúng sanh, đáng lẽ chiều hôm nay các vị phải chết vì cái nghiệp các cổ nhổ lông chiên xào nấu nướng, chết không toàn thay. Tuy nhiên hôm nay được các bậc thượng thiện nhân phát bồ đề tâm, bỏ tịnh tài ra để mua tất cả các loài chúng sanh, loài rùa, loài rắn, loài cá, loài ếch. Với tâm nguyện này, với công đức phóng sanh này, đáng lẽ chiều hôm nay tất cả loài súc sanh này phải chết một cách đau đớn, sợ hãi lên la. Tuy nhiên quý Phật tử mua cái sự sợ hãi chết chóc này, công đức của quý vị được công đức vô ý thí, tức là công đức sức khỏe và sống lâu. Giờ đây tất cả các loài chúng sanh này được quy y tam bảo, tất cả loài chúng sanh này được nghe vạn đức hồng danh A Di Đà Phật để cầu nguyện vãng sanh Tây phương cực lạc và sám hối nghiệp chướng của mình. Toàn thể quý Phật tử được công đức pháp thí, quý Phật tử bỏ tiền ra để mua tất cả các loài chúng sanh này, sanh ra đời nào cũng được tài thí của cải đầy đủ vật chất. Với công đức thù thắng vi diệu này, mười phương chư Phật sẽ phóng ánh ngọc hào quang gia hộ cho toàn thể quý Phật tử hiện diện ở tại nơi này được thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, phước huệ trang nghiêm. Và nhất là quý Phật tử đã ghi danh để kỳ an những người Phật tử phát tâm, ghi danh để cầu an ung thư, tất cả những căn bệnh nương nơi công đức phóng sanh này mà chuyển hóa tất cả những cái bệnh tật. Đức Phật dạy, này tất cả chúng sanh, tất cả mọi chúng sanh đều có Phật tánh. Tuy nhiên do tánh Phật của quý vị, do vô minh, phiền não, tham sân si che lấp, cho nên thành ra quý vị phải sanh tử luân hồi, ra vào sông mê biển nghiệp. Giờ đây các vị hãy